Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh cưới của Titi. Ngay sau đó, đại diện của cựu trưởng nhóm HKT xác nhận với truyền thông nam ca sĩ tổ chức hôn lễ cùng bạn gái tại nhà riêng vào ngày 20 tháng 4. Sau đó, đám cưới của cặp đôi diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 4 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết. Được biết, bà xã nam ca sĩ tên là Trần Thị Tuyết Nhung, 30 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà hiện đang theo đuổi công việc kinh doanh. Cả hai quen nhau từ hồi còn ở Cần Thơ, sau đó Titi lên thành phố theo đuổi đam mê ca hát, còn Tuyết Nhung phát triển công việc riêng. Khi gặp lại, họ nảy sinh tình cảm, hẹn hò 3 năm rồi quyết định tiến đến hôn nhân, phía nam ca sĩ cho hay. Trước đó, Titi nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với Nhật Kim Anh nhưng chưa từng xác nhận, cả hai dính nhau như sam, đồng hành thân thiết trong công việc lẫn đời thường. Bẵng đi một thời gian, netizen mới thấy Titi không còn xuất hiện nhiều cạnh Nhật Kim Anh như trước nữa. Song, giữa lúc tin kết hôn của Titi nổ ra, động thái của Nhật Kim Anh cũng được chú ý. Mới đây, gần như cùng thời điểm với lúc Titi xác nhận đám cưới, Nhật Kim Anh đã đăng hình ảnh mới cùng dòng caption ẩn ý, lạc quan giữa dòng đời. Tuy nhiên, không thể xác nhận đây chỉ là trùng hợp hay nữ ca sĩ thực sự ẩn ý về Titi. Chưa hết, trước đó một ngày, hình ảnh mặc váy cô dâu chụp ảnh cưới với một sao nam đình đám từ chục năm trước của Nhật Kim Anh cũng bất ngờ bị đào lại. Theo đó, thời gian gần đây, Nhật Kim Anh khiến dân tình xôn xao, đồn đoán âm thầm lên xe hoa lần hai khi loạt ảnh cô mặc áo dài, đứng ở vị trí trung tâm tại một đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội. Lên tiếng trước tin đồn tái hôn, Nhật Kim Anh đã phủ nhận điều này và cho biết khoảnh khắc trên được chụp lúc cô tiễn một người bạn đi lấy chồng. Em nhìn đám cưới, em cũng nôn lắm đó chứ, nhưng thôi, chừng nào duyên tới rồi chạy tiếp, chừng nào em lên xe bông là cả nhà cũng biết. Thương em đừng có đồn nữa nhé, nữ ca sĩ hài hước nói. Hơn chục năm trước, Nhật Kim Anh đã từng mặc váy cô dâu chụp ảnh cưới với diễn viên Quốc Cường. Tuy nhiên, đây chỉ là một phân cảnh trong phim truyền hình mà cả hai đóng chung. Trong phim, nữ diễn viên vào vai vợ của Quốc Cường và có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chịu nhiều áp lực về chuyện sinh con nối dõi cho nhà chồng. Diễn xuất của Nhật Kim Anh nhận được nhiều lời khen vì thể hiện được tâm trạng buồn bã, ủ ê cũng như đầy giằng xé trong nội tâm. Ngoài Titi, Nhật Kim Anh từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Lợi Trần. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng đôi bên chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Trở lại với Titi, nam ca sĩ tên thật là Phạm Linh Phương, sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm nhạc HKT cùng với Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt. HKT đã nổi tiếng với loạt ca khúc như Nàng Kiều Lỡ Bước và Mặt Trái Của Sự Thật. Sau khi nhóm tan rã, Titi đã phát triển sự nghiệp solo và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc. Đồng thời, nam ca sĩ cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh. Trước đó, mối quan hệ tình yêu giữa Titi và Tuyết Nhung được giữ kín để tránh sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, vào tháng 4, nam ca sĩ 9X đã chia sẻ một bức ảnh được cho là hình ảnh từ buổi chụp ảnh cưới khiến nhiều người tò mò. Vợ sắp cưới của thành viên nhóm HKT được mô tả là có vẻ ngoài xinh đẹp. Cả hai đã hoàn tất việc chụp ảnh cưới và đang rất bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.